Ngày 7 tháng 2 và tháng 4 2023, tôi là luật sư Lê Tuấn Anh, trưởng văn phòng sư Bảo Nhân, cục luật sư Thành phố Hà Nội, đến làm việc với hai bạn của công ty để đảm bảo đúng pháp luật trước khi các bạn xuất cảnh sang Đài Loan làm việc có thời hạn. Buổi làm việc thì luật sư cũng chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần xác định tư cách pháp nhân và các cái thủ tục pháp lý có liên quan đến cái việc chúng ta đi sang Đài Loan đấy. Phần thứ hai là phần luật sư sẽ dành năm cái thời lượng để thông tin tuyên truyền phổ biến về tình pháp luật hiện nay của Việt Nam và Đài Loan để chúng ta nắm được, chúng ta biết sao kia tránh bị những kẻ xấu lợi dụng người nào, bởi vì là hai bạn đi lần đầu. Nếu như các bạn nào đi rồi tôi sẽ lấy làm cái để làm cơ sở chứng luôn, nhưng mà vì chúng ta hai người đều mới. Thứ nhất là về công ty chúng ta đi đây, tư cách công ty chúng ta đi đây là có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước, được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp phép hoạt động, đưa người sang làm việc Đài Loan có thời hạn. Vậy chúng ta đi theo đường pháp. Đơn vị này còn được sự ủy quyền của cả châu Âu. Đấy, bốn người kia đi Ba Lan cho tôi làm việc đấy. Chúng ta đi hợp pháp, sang cái cư trú hợp pháp, làm việc hợp pháp, hết thời gian ta về pháp, hoặc hết thời gian ta cư trú ở lại hợp pháp. Tùy theo cái vấn đề chúng ta ký với công ty đó, đúng chưa? Ok. Chúng ta đi qua xuất cảnh qua cửa khẩu trên nước bài đảm bảo chứ không sợ là phải chui lùi gì cả. Ok, chúng ta được hưởng tất cả những chế độ quy định mà theo hợp đồng ngoại đã ký, được pháp luật của Đài Loan bảo vệ, được khám sức khỏe khi bị ốm đau, khám chữa bệnh ốm đau, được các chế độ bảo hiểm. Thứ nhất. Thứ hai là về văn phòng sư Bảo Nhân. Hôm nay để làm chứng đây, đại diện văn phòng tôi là trưởng văn phòng, giám đốc trưởng văn phòng. Văn phòng được thành lập từ khi tôi chuyển đến bên cục điều tra hình sự ra làm luật sư, và hôm nay có đủ điều kiện về năng pháp lý để làm chứng và bảo vệ quyền lợi pháp cho các bên. Các bên là chúng ta và công ty. Buổi làm việc hôm nay được quay clip ghi âm hình đầy đủ. Bản clip này sẽ được lưu tại công ty, được chuyển sang đối tác Đài Loan, và khi luật sư trưng cầu sẽ được cung cấp cho luật sư. Có biên bản làm việc chúng ta đều ký tá đầy đủ, không bị ép buộc. Các bạn tự nguyện làm các thủ tục để xin đi, đúng không? Tất cả những người có mặt làm việc hôm nay đều bình thường. Đủ năng lực hành vi dân sự, không bị khiếm khuyết. Này, thứ nhất. Thứ hai, chúng ta có một cái bản cam kết về bồi thường. Cái bản cam kết về bồi thường này có bốn bên ký: người lao động, người bảo lãnh, công ty và văn phòng luật sư. Nếu như chúng ta sang kia một vi phạm pháp luật Đài Loan, phá vỡ luật của số nước ngoài thì chúng ta sẽ bị phạt 100 triệu đồng. Có những công ty thì người ta tính tròn là 5.000 đô la Mỹ. Quy thì nó trên 100 một tí thôi. Nhưng mà đây thì là quy định là 100 triệu Việt Nam đồng. Cái tiền này nếu như chúng ta vi phạm mà bên công ty người ta yêu cầu luật sư phải khởi kiện người bảo lãnh ra tòa, thì luật sư phải kiện ra tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để bồi thường cái phần tiền này. Cái tiền này không phải đền cho công ty đây mà để đền trả cho phía Đài Loan. Cái công ty Đài Loan người ta làm thủ tục visa ấy. Đấy, để bồi thường cho cái tổn thất của họ. Ngoài cái cam kết này thì chúng ta còn có một cái giấy tờ nữa, đó là cái nghị định 95 của Thủ tướng Chính phủ được ký ngày 22/8/2013, đến nay thì vẫn còn nguyên giá trị lực, bởi vì chưa có một nghị định khác để bổ sung thay thế, chỉ có sửa đổi một số điều trong đó. Ví dụ như ngày 12/13/14/2 vừa rồi Quốc hội có họp thì sửa một số điều quy định về thuế, quy định về xăng dầu. Còn cái điều 35 áp dụng với xuất khẩu động này thì không sửa đổi, cứ giữ nguyên. Nhưng năm nay bước sang năm vào thứ 10 này, 2023 này. Trong đó có bốn cái nội dung như này. Nội dung thứ nhất, người lao động xa nước ngoài bỏ trốn không đến nơi làm việc, thì cái này ý,
trong hình sự chúng tôi xác định là chủ yếu là những đối tượng gây án ở Việt Nam, như là giết người cướp của, hãm hiếp, lừa đảo, rồi đánh bạc hay là tham nhũng các thứ đấy, chưa bị phát hiện, chưa bị bắt, nghĩa là có án rồi chưa bị bắt, chưa bị phát hiện thì kênh chỉ trốn chưa, thì mới ra ngoài trốn như thế, còn lại chẳng ai thở hơi như thế cả. Thứ hai là phá cộng đồng của trốn ra ngoài là chúng ta đây, trong quá trình ra sang một vài tháng, một thời gian chúng ta quen thông quen thủ một chút đấy, như thế, hoặc là chúng ta chạy trốn đến những chỗ khác đấy, thì đấy thì gọi là phá cộng đồng của trốn ra ngoài. Thứ ba là hết thời gian lao động của trốn về nước thì cái việc này là tùy chúng ta, mình nghĩ là cái này cũng hết được rồi, và cái việc ở lại hay không ở lại như thế nào thì chúng ta ở phía công ty. Thứ tư là trực tiếp được tham gia lừa đảo, lôi kéo, dụ dỗ ép buộc người Việt Nam khác bỏ trốn. Đấy. Nếu như vi phạm sẽ bị phạt 100 triệu đồng. Cái tiền phạt này thì lại ngược lại này. Nếu như công ty người ta yêu cầu khởi kiện thì lại kiện về công an của tỉnh mình. Người lao lãnh, người lao động ở tỉnh nào thì do công an tỉnh đó thu lý. Cũng 100 triệu. Nhưng 100 triệu ý thì sẽ nộp kho bạc nhà nước 70 triệu. Khoảng 30 triệu sẽ bồi dưỡng trực tiếp cho cơ quan làm việc, cho cơ quan công an. Cái tiền ý là tiền nhà nước thu phí. Luật sư thì căn cứ vào buổi ngày hôm nay, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ hợp pháp này đấy, để làm bằng chứng bảo vệ về biện pháp cho các bên, bảo vệ cho các bạn, bảo vệ cho cả công ty, để tôi đứng giữa mà. Cho nên là ngày mai, mai mốt các bạn đến sân bay, cũng thấy cửa khẩu tương đối bài vào cái chỗ cục xuất cảnh ấy, bộ ngoan người ta chắc lại nên bảo nó ok, đơn hàng này là ma, là hợp pháp, nếu pháp tôi được bảo vệ cho các bạn chứ, bạn được quyền lợi chứ, thậm chí đưa công ty ra tòa chứ, đúng không? Thế người đảo à, đúng không? Đấy, như ý. Nhưng bây giờ chúng ta lại không thực hiện mà công ty người ta yêu cầu luật sư phải làm thì luật sư lại phải làm. Đấy, thì đấy, nhắc nhở như vậy. Bây giờ sang cái phần thứ hai, luật sư sẽ dành ra một thời lượng để thông tin các bạn với Đài Loan. Hiện nay Việt Nam chúng ta ký hợp tác lao động khoảng trên 50 nước vùng lãnh thổ, khắp cả các châu lục, châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi, châu Mỹ. Bản thân tôi thì làm đi ba châu lục là New Zealand, Australia của châu Úc, thế còn là châu Âu nhiều, mà châu Á tôi làm chủ yếu là cái mảng Đông Bắc Á là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Trung Á đấy, là Trung Đông đấy, là khối ở chỗ đi nhiều. Thế thì ở đâu cũng phải đi làm đi lao động hết. Nhưng Đài Loan thì có cái rất thuận lợi này, cái phí Đài Loan rất ít. Phí Đài Loan bây giờ Đài Loan đang đón chúng ta sang làm 4 ngành lao động. Nhà máy công xưởng là 1, hộ lý là 2, giúp việc gia đình là 3 và thuyền viên là 4. Nhưng chắc hai bạn đi nhà máy công xưởng đúng không? Nhà máy công xưởng bao gồm cả công nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng đều gọi chung là nhà máy công xưởng. Còn cái hộ lý với cái giúp việc gia đình thì thành cho nữ. Thuyền viên thì những người phải làm vùng biển. Lương của các bạn bây giờ là 26.400 đài tiền lương cơ bản, chưa tính làm tăng ca, chưa tính làm thêm. Khi tôi làm luật sư thì lương có 19.000 đài mỗi năm tăng lần. Bây giờ là tháng 4, 8 tháng nữa sang năm 2024 lại tăng lương, rất lợi thế cho chúng ta như thế. Thế thì đấy là cái cơ bản. Nhưng mà đi đài thì hết ít tiền, trung bình từ 5.000 đô đến 6.000 đô. Hai em biết bao nhiêu? Tầm 6.000. Tất nhiên có thể còn phải nhiều hơn một chút, bởi vì là chọn gói. Ở đây thì người ta chỉ thu cái tiền chính thôi. Nhưng các em còn phải chi phí đi lại ở bao nhiêu thế, các thủ tục chứ. Nên là đấy, ý của tôi là bỏ ra đúng tiền. Nhưng mà đi Nhật thì kiểu đi Hàn thì còn 12.000 cơ, đi tức đi Ba Lan còn nhiều hơn nhiều. Đấy, thế thì mình sẽ có cái lương tốt hơn như thế. Cái lương cơ bản mình ra cái nơi mình làm, mình có điều kiện mình làm thêm, mình bỏ đúng tiền mình đi. Nếu như mình mà cái tiền đó là phần sức lao động của mình, tiền thì chắc chắn là của nhà em, của các em, nếu không có thì đi vay chứ ai cho.
bây giờ đồng tiền ấy không phải tất cả, nhưng đồng tiền rất quan trọng. Anh nói tiếng gì ốm đau được có thể tự bệnh viện được, bác sĩ có kê đơn thuốc ra không tiền không mua đâu, chẳng những cái nhà thuốc nào cho mình cả. Con em mình không có tiền không đi học được, đừng nói chuyện đấy, muốn được thêm phải có tiền đấy. Thế rồi nói một cái, nói những người bây giờ người ta nói vui Hà Nội không có tiền chết không có chỗ trụ. Em biết mua một chút đất bây giờ 80-100 triệu để mà cho người đấy, người mua đâu về quê cũng phải vài chục chi này, nếu mà muốn chạy được về quê đấy, đơn giản đâu đấy. Thế thì mình bỏ đống tiền mình đi, mình cố gắng. Đồng tiền không phải tất cả, đồng tiền quan trọng là có miền nữa này. Đồng tiền những ba anh em mình gặp nhau chào nhau ok, rất tôn trọng nhau, chẳng khinh miệt gì nhau. Nhưng những người coi thường nhau, khinh nhau thì lại là những người rất thân thiết, những người trong gia đình họ hàng, những người đằng xóm đồng tiền bên cạnh là biết nhau hay coi thường nhau. Em thấy ngưỡng nhiên kể những trong 8-9 người con anh em chị cũng được nhau, cái thằng nghèo thằng bị coi thường hơn bao giờ bị khinh thường đấy. Thế thì mình có điều kiện cũng đi làm, mình phải cố gắng đấy, cố gắng luôn. Các em biết không, sau này các em đi học lớp rồi nhé, đấy đồng niên nhé, thằng có tiền nó đến vào nó ăn to lớn dù to, nhưng có những bạn khó khăn kém coi như phải lé trốn rồi nó đi đấy, ví dụ như thế đó. Đến thì có đến được thì nguy không, nó cũng nguy ngang đấy, thì chúng ta biết được điều đó. Tần tôi nói kiếm tiền cả nghề một kiếm tiền, chỉ trừ cắt ăn trộm đi cướp đi gọi là tham nhũng của dân thì sống, chứ còn mình đi làm việc là chính đại, còn mình chính đại. Nên này các bác già cái kia con người họ bảo vệ, và khi bắt đầu bác kiếm kiếm một tiền rất vinh quang. Tôi vẫn nói với mình là tôi đi ngoài đường thì có những cụ già mang mỗi cái chậu nước mang kiếm bơm ra đấy và xe bơm với xe kiếm đồng tiền của những người biết xe rất vinh quang, bởi vì bằng sức lực đấy không xấu gì cả. Tôi cố gắng và tôi nói là khi nào các em thông thủ rồi, các em phải hỏi ý kiến của thợ của chủ đấy, là nên xin đi làm thêm để kiếm thêm tiền, đừng chơi nhiều. Bởi vì công chúng ta sang là làm xa nhà, mà chúng ta đi chơi thì phí lắm. Không không, đấy, mình nghĩ nha. Thời gian đầu sang này, 3 tháng đầu này là để là hoàn thiện giấy tờ, bao giờ các bạn phải khám sức khỏe này, được làm các chế độ bảo hiểm này, rồi làm thẻ cư trú này, mình hạn chế đi lại. Bởi vì đi ra ngoài không chưa đủ giấy tờ, không bao giờ người ta hỏi, người ta cứ tóm lại là mình mệt ạ. Nhưng nếu như hơn thế nữa, mà không phải va quẹt, bị va chạm, bị tai nạn, bị xảy ra tai bay bạ gió gì đấy thì mình thiệt. Đúng là không có bảo hiểm đâu, lưu ý nhá, đừng có nghe. Và trong thời điểm ý là tranh thủ tiếng Trung này, các bạn không cần phải đọc viết khó lắm, cái đó phải những người học chuyên nghiệp, chúng ta chỉ cần nghe nói thôi. Và tiếng ngoại ngữ nó hay vào những tháng đầu, hai ba tháng đầu hay vào hơn, cũng như chúng ta chữa đó nghe để mà tiếp thu, chúng ta phải văn hóa ứng xử, phải biết chào hỏi, phải biết cảm ơn, phải biết xin lỗi chứ. Bây giờ gặp công chủ chào người ta, người ta chào mình mắc lỗi mình phải xin lỗi, người ta giúp mình cái gì mình biết cảm ơn chứ. Đấy, đấy là cái cửa. Và làm với chế độ cơ bản là phải đi sớm về muộn, chứ không chuyện đi muộn về sớm. 7 giờ lúc máy, 7 giờ làm việc rồi thì 7 giờ có mặt đấy rồi, đừng có chuyện có cái 7 giờ mới lên đến cổng là rõ ràng bị phạt ngay. Hoặc là bên chỗ ông ấy tư bản Đài Loan cũng giống như ông thôi, là nó tư bản nửa thế kỷ rồi, nó khóa cổng ngay, nó không cho nữa. Thế ta trở thành vô kỷ luật không ý, là không có phép tắc gì đúng ra. Đấy, một điểm nữa lưu ý là gì, không được động chó mèo nghỉ ngày lễ. Chó mèo rất nhiều nó bắt mình thì chẳng bổ béo gì đâu, nhưng mà bị bắt phát mình phạt rất nặng. Anh bên kia của anh Quang đang đi tù 2 năm về tội mổ chó đấy. Thế rồi đi đường đừng chèn động, Việt Nam mình đang đi ngoài phố đỗ xe lại bơm, nó là cái chung mà không có là đừng có chỗ nào luôn, nhưng bên kia là phải có lương chung. Thế một cái nữa, cái cuối cùng tôi lưu ý nhắc mọi người là chúng ta chấp nhận điều chỉnh, đừng nghe bố con thằng nào rủ dê. Nó mà đang muốn rủ mình thì nó dẻo lắm, nó phải hót hay, nó phải chiêu đãi mình, phải mời mình đi ăn uống, mình ngủ cái thứ để nó câu kéo mình chứ. Đó. Và vừa rồi tôi vừa vào cho Thanh Hóa, như xuân Thanh Hóa để đòi tiền cho một cái ngân hàng cho vay,
mà bà mẹ bà khóc, bà bảo con bà ấy, thằng ấy nó có học ở đây đấy, thế mà cuối cùng nó bị vừa phải bồi thường đền mất 120 triệu. Thì Việt Nam mình không thể nó cắt dân, bởi vì sao, sáng nay bắt đầu là cứ mời ăn, cứ đi ăn, cứ nhận em, cứ nghĩa chị em, cứ nghĩa chơi với nhau, xong là đi xem phim, đi chơi, đi du lịch. Đến lúc nó bắt rồi, mày ở trong làm ít tiền không thôi, tao mày chỗ này làm thì nhiều tiền hơn, phải ra đây mà làm, ra đây có cả tao đấy, còn chúng ta đấy là nông tiêu chí nó như thế. Thế là không nghe, nó bắt mày là bố tao à, mà mấy tháng nay tao chiêu đãi, chúng tao chiêu đãi mày, chúng tao bỏ tiền ra mời mày đi du lịch, mời mày ăn, mời mày chơi, cuối cùng cả gốc và lãi vào tính là 120 triệu. Không giả nó xin lỗi em, nó cắt gân ngay, bởi vì bọn nó sống ngoài vùng pháp luật, ngoài luật chúng nó làm được chưa. Đấy, nhiều ý từ của nhà làm cả. Thế và mình cứ như thế này thôi, hai em đi quan hệ giao thông phải được, nếu như các em cứ chấp hành nghiêm chỉnh quan hệ giao thông, đi đúng làn đường, đi đúng tốc độ, không vượt đèn đỏ đèn xanh, không đi vào đường chiều, thì chẳng ai có được đấy cả, nó ít khi xảy ra tai nạn. Nhưng nếu như ta cứ lặng lách không nhìn vào đỏ, vượt đèn đỏ liên tục, làm đường cấm, làm đường chiều thì dễ bị công an bắt hơn và dễ bị tai nạn hơn. Đấy, chứ còn không phải là bảo là ông luật sư nói thế, đầy người bên ngoài thì phải có chết cầm đúng. Nhưng tôi nói cái rủi ro sẽ cao hơn. Chứ còn đâu thì có những người ta có sống được nhưng người ta không về thôi. Bởi vì các em đi phải bằng hộ chiếu, phải có visa. Chúng ta đã đi bằng đường không, mà đi lên tàu bay chúng ta là phải có visa hộ chiếu đúng không? Còn nếu chúng ta mà chưa đủ, chúng ta sau đấy đi bằng đường biển về hay sống chết bằng bay thì không biết sao được. Cái này nó cũng có thể có những người tạt té về, nhưng cũng có người bị chết, không cứ. Đấy. Còn đường bộ thì Đài Loan không đường bộ đâu. Đài Loan bắt buộc phải sang Trung Quốc thì mới về Việt Nam được bằng đường bộ. Rõ chưa? Nhá. Thế bây giờ thì luật sư sẽ đóng dấu ở đây xác nhận xong các bạn. Rồi. Em giúp anh cầm cái điện thoại ra đưa cho cái em từ sau nhá. Tất cả anh làm xong. Thôi, xong các em rồi. Chúc tự độ bình an nhá. Vâng, xin chào anh nhá. Cảm ơn. Là giấy tờ này anh cầm luôn ạ? Không, giấy tờ này là công ty đây giao cho anh kia Đài Loan. À, rồi.